Cô ơi, cô coi giùm con đi. Cái này là tụi con thu thập chữ ký di chuyển trung tâm sinh con nuôi đó. Tôi đâu biết chuyện gì đâu. Thôi cô đi dạ, giùm tôi đi. Tôi không có biết chuyện gì hết trơn nhưng mà á. Cô cho đi con giùm gặp tôi một đi chút mẹ. đi. Thôi, tôi không có biết chuyện gì hết trơn á. Cô đi giùm tôi đi. Vậy cái cô này, tôi nói là tôi không biết chuyện gì hết trơn á. Cô đi giùm tôi đi. Cô đi giùm tôi đi. Đi đi đi. Ở đây tụi con đã có chữ ký của nhiều người lắm rồi. Nếu như mà có cô nữa thì tờ đơn này sẽ có hiệu lực nhiều hơn. Nếu như mà cô đồng ý thì cô ký vô đây. Nè, cô ký đi. Điền tên họ và địa chỉ nhà mình luôn nha. Vô đây nè cô. Vậy là tốt rồi. Con cảm ơn cô. Em muốn nhờ chị cùng với tụi em ký một cái tờ đơn để mà tố cáo mấy cái người mà đã từng dụ chị để mà bán con á chị. Chị coi chị ký tên giùm em đi chị. Thôi, tôi không biết gì đâu, tôi không ký đâu. Chị đi về đi. Thôi. Chị, em biết là chị rất là nhớ con của chị. Chị nỡ để nó ở một cái nơi không có được ở cùng với lại chị như vậy. Tụi em làm những việc này là để muốn giúp chị. Chị mới gặp lại con của mình được. Nếu như mà chị là một người mẹ, chị thương con chị hãy cùng tụi em để mà tố cáo mấy người này đi chị. Nha chị. Nhưng mà cô nói vậy á, thì tôi sẽ ký. Nhưng mà tôi thương con tôi lắm. Con tôi chịu khổ đó. Dạ dạ em hiểu rồi. Nè bây giờ chị ký vô cái chỗ này nè. Rồi tụi em sẽ dùng cái đơn này để tố cáo những con người đó. Dạ cô giúp giúp tôi. Dạ em biết mà chị. Thôi chị đừng có buồn nữa nha chị. Tụi em sẽ cố gắng giúp chị mà. Nhưng mà con. Em chào chị nha. Tụi em sẽ cố gắng. Em giúp giúp tôi nha con. Cảm ơn cô. Bán xô gì vậy? Xôi cốt chú ơi. Rồi cho một gói đi. Nhiêu chị? 6.000 chú. Nhiêu hả chị? 6.000 gói. Chú chưa lấy xô chú ơi. Dạ dạ, đợi chút. Alo, tôi Phan nghe đây. Sao? Cô nói sao? Có một cô gái đến tìm gặp cô hả? Cô ta tên là gì? À Huệ à. Cô không biết phải không? Đúng đúng, cô làm như vậy là rất đúng. Làm khác là lôi thôi cho cô đó nha. Rồi rồi, rồi, tôi cảm ơn cô đã cho tôi biết tin. Chú chưa lấy xôi chú ơi. Chị ba ơi, chị ba. Chuyện gì? Nguy vậy? Rồi. Nguy rồi chị. Nguy là chuyện gì mới được chứ? Con Huệ nó đang có mặt ở trên này. Ý anh nói nó giác xác lên đây về cái vụ mình đuổi nó đó hả? Thưa chị, em nghĩ chắc là có chuyện gì khác nguy hiểm cho ta hơn. Vụ con nuôi. Thưa chị, đúng là như vậy. Anh phải bình tĩnh đã. Ngồi xuống đi. Nói rõ đầu đuôi tôi nghe. Đã hết hốt hoảng chưa? Nói rõ tôi nghe coi. Dạ thưa chị ba. Con Huệ đã táo tợn tới nhà một số người trước đây đã từng đồng ý nhận tiền của ta để cho con đi. Vận động họ ký vào đơn tố cáo ta phạm pháp. Nó dám làm như vậy sao? Nhưng ai cung cấp địa chỉ cái đám gái cho nó? Dạ, em đoán chắc không ai khác ngoài con Lan. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Đi kêu nó ra đây cho tôi. Dạ. Khoan đã. Dù con Lan tính sao đi. Bây giờ phải lau bịt miệng con Huệ trước đã. Ý chị là... Hai thằng nhóc hôm bữa còn quanh đây không? À, em nhớ rồi. Để em điện thoại coi tụi nó đang ở đâu. Làm liền đi. Dạ.
Nó không bắt máy chị ơi. Gọi lại. Dạ. Trời ơi, anh biết tụi nó ở đâu á thì phóng tới đó mà tìm. Nếu không á thì kêu đứa khác. Sao ngu quá vậy? Dạ. À, nó gọi lại. Trời ơi, tụi bay làm cái gì mà nãy giờ tới gọi điện thoại hoài mà không được vậy? Nghe nè, có việc làm rồi đó. Làm thật mạnh nghe. Ở đây phải không? À, tụi qua kia đi. Cho hai ly nước xong đi. Dạ. Đây, hay lên phòng đó chơi luôn đi mày. Bộ mày khùng rồi sao? Alo. Tụi bay tới chưa? Dạ rồi, em đang ngồi ngay khách sạn chỗ nó ở nè. Ờ, em quên hỏi anh nữa. Nếu mà gặp nó thì tụi em chơi nó luôn hay sao? Ngu quá. Làm gì đâu được. Phải bám theo nó. Chờ trời tối rồi tụi bay hãy ra tay, nghe rõ chưa? Rồi, được rồi, em biết rồi anh hai. Từ ngày trùm tội phạm Trần Long bị bắt, an ninh trở nên yên ổn hơn. Ừ, đời sống người dân cũng không bị đe dọa nữa. Ờ, Lan hả? Huệ nè. À, có một chị trong danh sách của Lan đưa cho. Hẹn gặp Huệ ở cửa hàng của chị bán. Bây giờ mình vô đó coi sao rồi mình về ha. Rồi, được rồi. Ăn ở đâu nhắn tin cho Huệ biết nha. Đi đâu mà mang theo vũ khí vậy? Mình theo tụi nó đi. Ok. Mọi chuyện qua rồi mà. Ừ, Huệ hiểu. Huệ sẽ cẩn thận hơn. Công an cũng dặn Huệ vậy rồi. Sao? Thư sẽ lên ngay hả? Ừ, vậy thì tốt quá. Thiệt tình một mình Huệ, Huệ không biết xoay sở như thế nào nữa. Ừ, Huệ chờ đó nha. Không ngờ bọn họ lại độc ác tới như vậy. May mà Huệ không nài ép Lan chuyện này. Tới bây giờ thì Lan hiểu rồi. Không được quay lưng với tội ác Huệ à. Lan nói vậy là sao? Nè, Huệ thu thập đủ chứng cứ chưa? Đi với Lan, mình sẽ đi gặp thêm một số nhân chứng quan trọng nữa trước khi đưa đơn nộp cho công an.
Huệ biết là có thể tin cậy ở Lan được mà. Gì vậy? Cà phê. Chị lớn gặp nhau. Giá mà xếp lên rồi quyết định cho tụi mình nghỉ một hai bữa về thăm các nàng chút, hay biết mấy hả? Nhớ phát cuộn lên rồi hả? Dễ lòng giả, không giống lòng sung. Hình như không. Mình có được ai nhớ nhung đâu. Chắc không đó. Cho nói lại nha. Chứ không phải có nhiều người nhớ nhung cậu, hoặc ngược lại, cậu nhớ nhung nhiều người quá, mới có tâm trạng cậu thổ lộ đúng không? Coi chừng nghe ông bạn. Không dám đâu ông ơi, nó giỡn thôi mà. À, gần đây có biết tin gì về Linh Huệ không? Thì từ bữa đi công tác, đâu có liên lạc gì với Thư đâu mà biết. Thư thành người đưa tin giữa cậu với Linh Huệ hả? Cậu nói vậy là sao? Là phải tế nhị. Đừng lạm dụng. Lòng vị tha của ai cũng có chừng mực thôi, không vô biên đâu. Mình đâu có tự hỏi. Nói được gì là Thư tự nói thôi mà. Vậy thì được. Mình chỉ sợ là cậu quá vấn vương. Chỉ nghe nói chú cháu thằng Long có thể xuất hiện ở đây, lại nổi máu một mình đi tìm kiếm thì chết đó cha. Thôi đi cha, không ai dạy tới hai lần đâu. Với lại bây giờ mình và Huệ thực sự chỉ còn là những người bạn cũ thôi. Nên vậy, hoàn cảnh tụi mình không như những người bình thường, và nhiều khi phải tự dằn lòng. Hiểu, hiểu mà. Nhưng cũng vẫn thương cho Huệ. Lòng đồng vất vả quá trời. Vất vả lắm tôi mới tới được đây. Anh cũng cần chuẩn bị một hai địa điểm khác, phòng khi cần gặp mặt nhau. Tôi nhận thấy một điều, cũng giống như tôi, cái địa điểm này hiện đang bị để ý. Ông căn cứ vào những dấu hiệu cụ thể gì để đi tới nhận xét đó? Linh tính. Tôi tin ở linh tính của mình. Vì vậy cho nên mỗi lần mà tôi gặp ông á, thì tôi thấy ông có một bộ dạng mới. Như bây giờ đây, nói thật với ông nha, nếu tình cờ gặp ông ở ngoài lộ, chắc tôi không có nhận ra ông. Chúng tôi là dân chuyên nghiệp mà. Tôi xin nghe lời ông. Từ lần sau á, tôi sẽ hẹn ông ở một địa điểm khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ từ đây cho tới lúc mà mình xong việc á, chúng ta có lẽ không nên cần gặp nhau thêm một lần bất kỳ nào khác nữa. Nên như vậy anh Hải à, tôi, anh, cũng như tất cả những kẻ có gan và muốn làm giàu bằng việc buôn bán cái hàng hóa đó, đều không ngán cái chết. Nhưng mà chết cho đáng, chớ nên chết vì bất cẩn. Cảm tạ ông đã chỉ bảo. Ông qua bên kia gặp đối tác, ý của họ ra sao xin cho tôi biết. Tôi nóng ruột quá rồi. Trước khi nghe tôi nói, anh nên cho tôi hay phương thức ăn chia tôi đã đề ra bữa trước. Bữa đó
anh mới nghe nhưng chưa có câu trả lời. Vậy à? Tôi lại cứ nghĩ là tôi đã trả lời ông rồi. Tôi xin lỗi. Tôi chấp nhận yêu sách của các ông. Sao lại là yêu sách? Vậy theo ông thì nên gọi là cái gì? Cái gì cũng được, nhưng không phải yêu sách. Anh nói vậy nghe có phần ấm ức, khó chịu lắm. Bữa đó tôi cũng đã nói với anh, làm ăn với nhau là phải hết lòng với nhau anh Hải à. Tôi nghĩ chúng ta nên chẳng nên mất thời gian tranh cãi những chuyện vụn vặt vừa rồi. Tôi đồng ý tỷ lệ góp vốn và cách ăn chia của ông vừa nêu ra. Cảm ơn anh. Người của tôi sẽ mang tiền tới ngay trong hôm nay, chậm nhất là ngày mai. Không hề gì. Giờ là lúc chúng ta bàn kỹ hơn những vấn đề cụ thể. Tôi đồng ý. Lan nói sao? Bà Hường bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra hả? Công an khám xét phòng làm việc của bà nguyên ngày luôn. Ừ, vậy là mừng quá rồi. Những lời Thư nói với tụi mình đúng quá Lan ha. Nếu mọi người đừng ai tránh né, dám đứng ra bảo vệ cái đúng, thì cái sai nhất định sẽ bị trừng trị. Huệ biết không, bây giờ có luôn giám đốc mới rồi đó. Anh dễ thương lắm. Anh nói mình kêu Huệ trở lại làm việc. Nếu Huệ muốn đó, Huệ nghĩ sao? Chuyện này thì hơi bất ngờ. Huệ chưa kịp nghĩ tới. Lan nói giùm với ảnh là cho Huệ cảm ơn nha. Huệ cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này Lan nha. Ừ, tất nhiên rồi. Huệ cứ hỏi ý kiến của gia đình đi. Nhưng đừng quên là Lan là người mong Huệ lên làm nhất luôn á. Để Lan với Huệ được ở cùng phòng nè, ăn cùng mâm nè. Được vậy là Lan vui lắm á. Huệ cũng vậy mà. Vậy thì nghỉ lẹ lên nha, Lan chờ đó. Nhớ nghe. Chào nha, bye. Huệ nè, Thư đang ở đâu vậy? Trước khi góp ý, Thư muốn biết ý riêng của Huệ. Huệ nghĩ sao về lời mời trở lại trung tâm làm việc? Huệ cũng muốn lên đó làm việc lại, nhưng mà không làm thủ quỹ nữa. Sao vậy? Việc đó cũng phù hợp với Huệ lắm mà. Tại vì Huệ muốn được trực tiếp chăm sóc tụi nhỏ. Ra là vậy, mình hiểu rồi. Nếu là một công việc bất kỳ nào đó thì Huệ có thể làm ngay tại trung tâm thành phố. Thư thấy vậy được không? Đúng vậy. Mình nghĩ trước mắt Huệ cứ trở lại trung tâm. Một mặt tiếp tục công việc đang làm, mặt khác đề đạt nguyện vọng của Huệ với ban giám đốc mới. Có thể họ sẽ tạo điều kiện cho Huệ bằng cách cho Huệ đi dự học một vài khóa đào tạo đặc biệt nào đó. Có thể như vậy được hả Thư? Được chứ. Mình biết hàng năm vẫn có những khóa học như vậy mà. Học xong có chứng chỉ thì nguyện vọng của Huệ đâu còn khó khăn gì đâu. Nếu vậy thì Huệ sẽ lên đó sớm và nói với mấy ảnh chuyện Thư vừa khuyên Huệ.
Để coi Thư sắp xếp công việc vài bữa tới ra sao. Có gì Thư sẽ lên đó với Huệ ha. Thôi khỏi đi, Thư bận lắm, Huệ tự đi được rồi. Thôi Huệ về nha. Huệ còn phải nói với ba má coi hai ông bà có đồng ý không cái đã, Thư ha. Tất nhiên rồi. À khoan đã, ngồi đây chờ Thư chút. Thư có cái này tặng Huệ nè. Cái gì vậy Thư? Huệ mở coi đi. Thư để ý Huệ ít để tâm tới việc trang điểm cho bản thân. Thì đâu có ai nhìn ngắm mình nữa đâu hả Thư? Huệ không nên nghĩ như vậy. Mình trang điểm để mình đẹp hơn, mình sẽ thêm yêu và ham được sống hơn. Với lại ai biểu rằng không có người nhìn ngắm Huệ. Mọi buồn phiền rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta phải quen dần với cuộc sống của riêng mình. Làm sao sống nổi khi lúc nào cũng đau đớn, nghĩ đến những chuyện đau buồn chứ, đúng không? Huệ hiểu mà. Cảm ơn Thư vì mấy món quà này nha. À, mà dạo này Nam sao rồi? Vẫn lặn mất tiêu hả? Vẫn đi công tác. Không biết ở đâu nữa. Mà Huệ nè, hay anh Nam không thích gọi điện cho Thư hả? Chứ làm gì có cái chuyện kỷ luật kỳ cục vậy? Có đó. Anh Nam vốn là người rất coi trọng nguyên tắc. Thư thương ảnh, thông cảm cho ảnh nha. Thì vẫn đang thông cảm đó thôi. Thôi, Huệ về nha. Mày nghe rõ ra chưa? Đứa nào chưa hiểu thì phải hỏi lại. Việc ai thì người đó phải nắm thiệt là rành rẽ. Nếu để xảy ra sơ suất thì mất mạng với tụi nó đó. Hiểu không? Nhưng mình phải làm thịt toàn bộ tụi nó hả anh? Vậy mà chấp nhận cho tụi nó sống, để sau đó đó tao chấp nhận sự trả thù hả? Lỡ tụi nó đông hơn mình thì sao anh? Làm sao đông hơn được? Đã thỏa thuận với nhau về số người từng bên rồi. Hơn nữa đây là đất của ta. Việc bí mật ém thêm dăm ba cây súng nữa nhằm chiếm lợi thế về quân số thì đâu có khó. Đại ca, người của tụi nó hay là người bên kia biên giới mang hàng tới vậy? Của tụi nó. Anh không cho phép một ai tiếp xúc với mình ngoài cánh của Trần Quân. Với cánh đó thì đâu có đứa nào sống sót mà tố giác mình hay trả thù mình, phải không anh hai? Bữa nay trúng cái gì mà bỗng dưng thông minh đột xuất vậy thằng em? Tụi bay có nghe thằng Lê Hai Mang có tin gì mới báo cho tao nghe không? Hàng nóng của tụi nó có AK không Lê? Dạ. Chắc chắn không thưa chú. Trừ phi từ nay tới bữa đó tụi nó kiếm được. Cháu sẽ để tâm dò la chuyện này. Ờ. Nhưng đừng để tụi nó nghi. Nó không ngán ngẩm gì mà không cho anh lặng không sủi tâm đâu. Dạ thưa chú, cháu biết rồi. Chú để cháu qua bên kia mang hàng về. Bữa trước khi chú chưa nhập cuộc, cháu đã qua lại bên đó vài lần thương thảo với tên họ Mã rồi. Việc đó để chú cân nhắc thêm. Nhưng chắc chắn người qua bên kia mang hàng về chỉ là một trong ba chú cháu mình thôi. Dạ. Chú nghĩ tụi nó sẽ dám hại chúng ta để cướp trọn số hàng này không? Chú đã nghĩ tới điều đó. Vậy mình phải đối phó ra sao hả chú? (Cười)
Nếu cháu là hải quắm, cháu có hạ chú khi biết rằng là chú mang về chỉ là hàng giả không? Cháu hiểu rồi. Như vậy là thằng Lê sẽ phải tung tin này đến tay tụi nó, trong khi hàng mình mang về là hàng thật. Phải. Nó sẽ tin bởi biết rằng lão già Trần Quân này là một kẻ rất đa nghi và lại đầy mình kinh nghiệm trong việc buôn bán hàng trắng. Nếu nó có ý định hạ chúng ta thì cũng phải sau khi nó chắc chắn hàng ta giao cho chúng là hàng thật. Chỉ cần vậy thôi là ta đã đủ thời gian để hạ chúng rồi. Giờ chú nghĩ sao? Nếu mà tiền của tụi nó mang tới để nhận hàng là tiền giả. Cái này quả là chú chưa nghĩ tới. May mà anh nêu ra đó. Anh Long à, em nghĩ là tụi nó chưa cáo già tới mức mà nghĩ được chưa mang tiền giả như anh vừa nêu đâu. Ít bữa nay em thấy hải quắm nó đang khẩn trương dùng tiền đó anh. Chuyện này là chuyện sống chết. Mình nghĩ ra cái gì thì mình phải mổ xẻ phanh phui nó ra để tìm cách đối phó. Long nói rất đúng. Không thể coi thường tụi này được, nhất là khi chúng được chơi trên sân nhà. Ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách xử trí nếu như tình huống nó xảy ra. Chú à, còn một điều nữa cháu e ngại. Khi cháu cảm thấy không an tâm, cháu nghĩ là chắc chú cũng biết rồi. Cháu muốn nói tới sự can thiệp của nó. Dạ, của cướp. Đã trễ quá nửa giờ rồi, không biết có trục trặc gì không đây. Phải từ từ, kiên nhẫn chờ đợi chứ. Chào các anh, người chúng ta đang đợi đây. Dạ. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Tưởng là không đến đây theo hẹn được. Hên là phút cuối, mọi chuyện này suôn sẻ. Nghe tin anh em đã thu thập đầy đủ danh sách những tên đã tham gia vào việc sắp tới, kể cả chụp được hình tụi nó nữa. Tụi tôi mừng quá. Vậy là công việc đánh án của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng ta vào việc đi. Hiện thời tụi nó vẫn chưa rút ngày giờ giao nhận hàng. Nhưng địa điểm thì không thay đổi chứ? Vẫn vậy. Theo phán đoán của anh, chúng sẽ hành động vào lúc nào? Ngày mai, chậm lắm là ngày mốt. Tôi nghĩ chỉ sáng sớm mai là chúng sẽ quyết thôi. Hải quắm đang hối thúc mấy thằng đàn em phải tìm thêm được vài khẩu AK về trong đêm nay. Sao phải như vậy? Thường thì chúng dùng súng ngắn hoặc lựu đạn. Không lẽ chúng đánh hơi rằng công an sẽ vào cuộc hả? Chúng chuẩn bị hạ nhau mà. Có chuyện như vậy à? Chắc chắn. Bởi vậy tôi nghĩ anh em mình phải hết sức tỉnh táo, chọn đúng thời điểm ra tay. Đúng. Cần báo cáo ngay với ban chuyên án về tình huống này. Xin ý kiến hành động. Chúng ta sẽ làm như vậy. Các anh nói đúng. Trần Quân là một kẻ hết sức quan trọng trong vụ này. Hắn đây đúng không? Chính hắn. Còn đây là những tên khác trong nhóm Trần Quân. Đó đây rồi. Trần Long.
cải dạng cũng khá, cũng khác nhiều phải không nào? Ai đây anh? Đó là Vũ Văn Ly, cháu ruột của Trần Quân. Long Ly thì cũng là một thôi mà. Vậy là ta sẽ gặp lại nhau, Long à. Vậy là cậu và các nhóm tăng cường đã gặp nhau rồi hả Dũng? Tốt. Chúng tôi đang trên đường tới đó đây. Hãy triển khai mọi việc đúng theo kế hoạch nha. Đặt có ưu tiên đi. Mày là bạn cái kiểu gì vậy? Chỉ có hai khẩu AK mà cũng không kiếm ra là sao? Dạ, kẹt thiệt tình mà anh. Tụi em cũng lục lạo khắp nơi, nhưng cuối cùng cũng bó tay. Hay là tụi bay trả giá thấp quá nên không mua được? Dạ đâu có. Tụi em nghe lệnh dặn, mắc máy tụi em cũng mua. Gần đây tụi công an lùng sục dữ quá nên bọn chuyên cung cấp vũ khí cũng không dám nhúc nhích. Bây giờ phải làm sao đây? Dạ, hãy để tụi em qua biên giới, tụi em mua về đây cho anh. Không kịp. Tối nay phải hành xử rồi. Không khéo đây là điểm gỡ tụi bay à? Em tính tới đâu chơi tới đó. Đằng nào mình cũng đông quân hơn nó. Việc gì phải ngán nó anh? Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Anh Long! Anh Long à! Anh sao vậy? Anh à, đây, hay là anh ráng nuốt mấy bi này cho đỡ đi. Thôi, tao nghĩ chắc là bị ruột thừa rồi, đau quá. Em có báo với chú Quân rồi, mà sao giờ này ông già ông chưa chịu tới chứ? Bây giờ biết tính sao giờ ta? Mày ra mày coi coi có phải ổng không? Dạ dạ, dạ dạ, em đi liền. Anh Long à, chú Quân tới rồi anh. Chú. Sao vậy? Hả? Anh Long, bây giờ mình tính sao hả chú? Viêm ruột thừa cấp rồi, không mổ ngay không được, đưa vô bệnh viện ngay. Dạ nhưng mà chú ơi, anh Long anh đang bị gì? Không còn cách nào khác đâu. Năm ăn năm thua, trông cậy vào ông trời thôi. Nào, chuẩn bị đưa đi luôn đi. Dạ. Mà nè, chứng minh thư của nó đâu, nhớ cầm đi luôn nha. Dạ. Nhưng ráng làm cách nào, không phải ghi tên tuổi. Dạ dạ. Tốt nhất là như vậy nha. Dạ, chú. Mình tìm bác sĩ Tư được không chú? Trời ơi. Đau quá. Chú e là không bác sĩ nào dám dây vào cái vụ này đâu. Đây đâu phải là thành phố. Thôi, quyết định đưa nó đi. Hả? Dạ. Đi anh. Cần phải đi sớm hơn để tránh trục trặc giữa đường không? Để mình đi gọi cánh trinh sát biên phòng. Không cần đâu, chỉ cần hai cậu đi theo tụi mình, còn lại theo hướng khác. Vậy hả? Mà các sếp đâu?
Sao gần một giờ trước cậu nói với mình là xe của các sếp chỉ cách đây khoảng vài chục cây số? Xe đó qua địa bàn luôn, không tới đây đâu. Vậy có khi họ đến địa điểm tập kết trước mình rồi cũng nên. Cảnh trinh sát biên phòng tới rồi kìa. Chào anh. Chào. Mình đi được chưa? Được, ta đi. Sao rồi? Dạ, cán bộ rất tốt thưa chú. Nếu chừng giờ này ngày mai anh Long có thể ra viện. Mày ở lại trong nom anh, không thể làm khác được đâu. Có chỗ nào kín đáo an toàn để Long xuất viện tới đó chưa? Dạ, cháu có nghĩ tới chuyện này. Cháu có một anh bạn người cùng làng, có một khu vườn ở ngoại ô rất là rộng và rất kín đáo. Cháu có thể đưa anh Long tới đó. Liệu có tin cậy được không? Dạ, cháu bảo đảm với chú mà. Cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Chúng ta không thể lùi mọi việc lại vì mẫu ruột thừa chết tiệt của nó đâu. Thôi được, tao đồng ý. Làm như mày tính đi. Dạ. Xuống đi, xuống đi. Dạ. Nào người sống đó, cất vô. Nhớ kỹ, để chúng nhận hàng xong xuôi thì tao nằm xuống là nổ súng liền. Sẵn sàng đi. Sao? Ổn cả chứ ông Quân? Nhờ trời, không có gì trục trặc. Hy vọng một người sành sỏi như ông thì chúng ta sẽ không phải nhận lấy hàng dởm đúng không? Tôi đã kiểm tra kỹ, bây giờ đến lượt ông đây. Tất cả đi tiếp, tôi đã bị bắt. Thank you.
hết đạn, đành chịu thôi. Ông là một trong ba người bị hạ tại chỗ. Bây giờ mình phải lập tức rời khỏi nơi này anh à. Em phải mang quần áo tới đây cho anh. Mày vừa nói gì vậy? Nhân Nguyễn Trung Kiên đâu rồi cô? Dạ cháu vào thì không thấy ai hết ạ. Chỉ thấy có cái này thôi. Mình chậm hơn nó rồi. Con nhớ lần đó con trao đổi với ban giám đốc của trung tâm, nói với họ là công ty của mẹ muốn tặng bọn trẻ một số phần quà nhân ngày lễ sắp tới. Mẹ muốn họ góp ý với mẹ nên tặng những phần quà nào cho thiết thực. Dạ con nhớ rồi. À còn mấy bộ đồ mẹ tặng Huệ, con có đưa cho nó chưa? Con đưa ngay bữa đó rồi mẹ. Huệ thích lắm. Vậy sao? Huệ nhờ con cảm ơn mẹ. Con bé dễ thương vậy mà không hiểu sao hồi đó mẹ lại... Chuyện qua lâu rồi, mẹ đừng áy náy hoài như vậy chứ. Mẹ có muốn con nói gì sao hồi đó mẹ làm vậy không? Con biết là vì mẹ thương con. Mẹ thấy con lúc nào cũng sầu não vì chuyện của anh Nam. Mẹ ghét Lai Linh Huệ đúng không? Con nói đúng chưa? Không biết có đúng hay không, nhưng con không cho mẹ nhắc chuyện đó nữa. Tại sao con lại nhắc? Con có đói bụng không? Con đói bụng thì xuống bếp ăn một chút đi rồi còn đi đường nữa. Thư à, Huệ qua đây đón con hay là con phải qua nhà đón Huệ vậy? Con qua bên đó mẹ. Để gọi Thoa xuống ăn cơm chung cho vui ha mẹ ha. Với lại còn lâu sao mới chạy mà. À còn Thoa, mẹ mới thấy nó đây tức thì nè. Rồi mẹ lại nghe nó phóng xe đi đâu không biết nữa. Cái con nhỏ này à, giờ này nó phóng xe đi đâu không biết nữa. Thiệt là hết biết rồi. Con đi mua sách cho chị Huệ mà mẹ. Sách gì vậy? À, phải chị nói á, là chị Huệ muốn trở thành một cô giáo nuôi dạy trẻ trung tâm đúng không? Đúng thì sao? Trời đất ơi, nỗi nhớ ông công an á, da diết quá, làm cho đầu óc của chị hai con trở nên kém thông minh quá mẹ ơi. Nè nè, coi chừng nữa nha. Thôi, hai chị em á, không có giỡn với nhau nữa. Để yên, coi Thoa nói chuyện gì. Chị hai nói là chị Huệ á sẽ đăng ký vô đại học tại chức để sớm thành cô giáo đúng không? Mà học á thì phải có sách chuyên môn chứ. Thì đây, Hoa sẽ là người cung cấp cho chị những thứ đó. Cả nhà coi nè. Đó, toàn là sách có liên quan tới việc nuôi dạy trẻ. Như vậy á, thiết thực cho chị Huệ quá rồi còn gì, phải không mẹ? Chị hai, ráng sách nặng chút xíu nha. Nặng đến đâu chị cũng mang được mà. Linh Huệ mà biết chuyện này chắc là sẽ vui lắm. Ý, anh Nam. Alo, em nè. Alo, Thư hả? Anh nè. Chị coi chừng, ngất xỉu đó chị hai. Mọi người khỏe không? Trời, anh nói lớn lên chút xíu đi. Khó nghe quá à. Thằng ai đang ở cạnh anh mà hét to quá vậy? Thằng Dũng. Sao giống cãi nhau quá vậy? Thằng Dũng nó nói chuyện điện thoại với Thu. Ai? Anh Dũng đang nói chuyện với chị Thu hả? Trời ơi, anh đã nói rồi thì được nghỉ phép, anh mới gọi cho em nè. Thôi. Trời ơi, lộn xộn là bị kỷ luật đó. Trời ơi, không tin thì em cứ hỏi sếp như mọi lần đó. Chờ chú anh gọi lại cho em nghe. Trời ơi, dạ. Bực quá, nói hoài mà em không nghe gì hết vậy. Bực mình quá đi. Thì em phải tin anh chứ.
Em hả? Dạ. Ừ. Ôi trời ơi, ông tướng đã phải thanh minh với nàng về chuyện không gọi điện về hỏi thăm thường xuyên được. Em sao rồi? Có khỏe không? Em khỏe. Còn anh xong việc chưa? Bao giờ thì anh về lại thành phố? Việc chưa xong hẳn. Sếp chỉ thị cho anh và Dũng ở lại thêm vài bữa nữa. Vậy hả? Em nhớ anh quá à. Anh cũng vậy. Thì vậy không? Hay xạo? Xạo đó. Thì sao nào? Trời ơi, anh mà cũng biết nói giỡn từ hồi nào vậy. Anh Nam à, em được nghỉ vài bữa. Em quyết định đi Tân Ninh cùng với Huệ chơi vài hôm. Sao? Em nói sao hả? Tới Tân Ninh hả? Mà khi nào em đi? Nhẹ tay con mày. Có hộp gà trong đó đó. Trời, bể hết á. Sao lần này anh hai lên đem nhiều lương thực thực phẩm cho em quá vậy? Sợ bảo giá hả? Thấy mày khoe sắp có bạn thành phố lên chơi, sợ mày không có tiền để đãi bạn rồi người ta cười. Anh hai ráng mang nhiều nhiều hơn mỗi lần chút vậy mà. Em lo được mà. Thấy anh hai vất vả như vậy em thương quá à. Ơ trời đất, anh hai, anh hai chờ em chút nghe. Anh ngồi cho em mát đi, để đó em làm cho. Ủa, cái quạt ở nhà đâu? Mà tự nhiên bê cái là quạt gì nhà vậy? Nó hư rồi, em mang đi sửa. Sao không để cho anh sửa? Lại còn như vậy nữa. À, mà kỳ vừa rồi, giường cho cả nhà mình bán được không? Cũng vậy thôi em à. Tại giá nó rớt, nên mình không có lời nhiều cho lắm. Mà dạo này em thấy anh xanh xao lắm đó nha. Vậy hả? Tại đợt rồi anh cũng bệnh hơn tuần. Trời ơi, bệnh mà sao cho em hay. Để em về chăm sóc cho anh chứ. Cảm soạn thôi mà em ơi. Em yên tâm đi. Anh nói vậy sao được, sao không lo. Nhà có hai anh em thôi à, không chăm sóc cho nhau thì ai lo chứ. Mẹ em nói rồi nghe, anh phải lấy vợ đi đó. Bộ anh nghĩ mình ít tuổi lắm hả? Sắp già tới nơi đó. Vậy em lấy chồng trước đi. Anh phải coi em lấy chồng ra sao, vợ chồng tụi bay sống như thế nào. Anh yên tâm, khi đó anh mới lấy vợ. Em ế rồi anh ơi. Thôi anh lấy vợ trước đi à, rồi anh đẻ con nha. Em sẽ về chăm con cho hai người. Tính làm bà cô như vậy là không được đâu nha. Anh ra lệnh cho em, từ đây tới cuối năm phải lấy chồng đó. Anh hai này làm như ra chợ mua bó rau con cá vậy đó. Thôi anh hai nghỉ đi, em đi nấu cơm anh em mình ăn nghe. Thôi được rồi, em khỏi nấu cho anh. Bữa nay em phải về, không ở lại lâu được đâu. Sao kỳ vậy, anh mới lên đã về rồi? Ở nhà đang có khách. Ai vậy? Thằng Lê với bạn của nó. Lê nào? Em không biết đâu. Nó cùng quê với anh em tụi mình, nhưng mà nó ở ấp dưới á. Lúc trước á, anh và nó có đi làm thợ hồ ở Phan Thiết. Rồi nó và bạn của nó cũng đi vô trong này kiếm mối làm ăn hay sao đó. Rồi gặp xui, mất tiền mất bạc. Bạn của nó bây giờ lại đang bệnh nữa. Xin tá túc ở chỗ mình vài bữa. Thành thử anh phải về lo cơm nước cho nó em à. Bộ họ không tự lo được một bữa hay sao? Nói vậy mà nghe được sao em? Dù gì á, cũng là khách của mình, lại là chỗ anh em bè bạn, sao bỏ mặc người ta được. Nhất là thằng bạn nó đang sốt như vậy. Anh chu đáo vậy mà vẫn ế vợ, em hiểu sao nữa. Thôi được rồi, chờ đó, anh sẽ lấy liền một lúc mấy người cho em coi, giống như là bên đạo hồ vậy đó. Thôi anh về nha. Dạ. Chừng nào mấy đứa bạn của em tới đó thì dắt xuống chỗ nhà mình chơi nha. Dạ. Anh hai về cẩn thận đó nghe. Yên chỉ đi, anh về nha. Dạ. Alo, Linh Huệ hả?
tới đâu rồi? Anh uống thuốc. Như vậy hoài, em tính phải đưa anh vô bệnh viện liền thôi. Không thể tự điều trị được đâu anh. Tới bệnh viện vào lúc này chẳng khác nào tự cho tay vào cổng. Chỉ có tấm chứng minh vợ cũng bỏ lại ở đó rồi, mà nếu còn thì cũng đâu có dám xài. Vậy mới gai gò chứ. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Hay là hai đứa mình tự về đi, đâu cần Lan tới đón đâu Huệ. Bây giờ cũng trễ rồi mà. Thì dĩ nhiên á là tụi mình tự về được rồi. Nhưng mà tính Lan chu đáo lắm, mình mà bỏ tự đi về á, Lan nó giận tụi mình luôn á. Ngộ thiệt. Vậy cũng không sao, mình cứ đợi ở đây. Mày đặt nhắn tin nữa chứ. Không chừng mấy hết tiền rồi đây. Ai bày đặt vậy? Nam chứ còn ai. Anh hỏi hai đứa mình tới chưa. Trời ơi, nói người ta bày đặt nhắn tin. Vậy bây giờ ai đang làm gì vậy ta? Kệ, thích nhắn tin cho đọc mỏi mắt luôn. Mà Nam giờ đáng đâu vậy? Đâu có biết. Chị dặn là khi tới nơi thì gọi điện cho ảnh. Mình chưa kịp gọi thì nhắn tin nè. Chà, bí hiểm dữ ta. Ê, Lan tới rồi đó Thư. Đi. Coi ra thấy bạn chú bị nhiễm trùng nặng hay sao đó. Có lẽ vì vết mổ chưa kịp lành mà tụi bay á không biết giữ gìn nên nó mới như vậy. Chắc là vậy đó anh. Khi không tụi em làm phiền anh quá. Chú có sáo như vậy từ hồi nào? Tôi nhớ hồi lúc tôi với chú còn là phụ hộ á, tôi đâu thấy chú như vậy. Dạ. Dạ em xin lỗi anh. Đó, suốt ngày á xin lỗi rồi cảm ơn, bộ chú thấy mà sao. Thôi không đùa nữa, anh thấy á chú phải đưa bạn chú vô bệnh viện thôi Lê à. Dạ. Trời ơi, em không hiểu sao bạn em lại sợ bệnh viện như vậy. Chắc tại hồi đó có kỷ niệm hãi hùng nào ở bệnh viện đó anh. Sao kỳ vậy? Em cũng không biết nữa. À anh, ở gần đây có bác sĩ Tư nào không anh? Thiếu cha gì. À, mà sao anh không nghĩ ra điều đó ta? Dạ. À, thôi được rồi, để anh chạy đi rước ổng về đây, khám coi bệnh tình bạn chú là sao. Dạ. Chứ để lâu như vậy là không được đâu nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Anh à, mày đừng nói, trong này tao nghe hết rồi. Mày có người bạn tốt quá. Mình phải nhanh tay lên, Huệ đi chào hỏi mọi người cũng sắp về rồi đó. Ừ. Hai người đi như vậy chắc cũng đói meo rau rồi. Không đói đâu, đồ ăn mang trong vali cả đống. Đói thì lấy ra ăn liền, không sợ đói. Nhà đó có phải nhà cô Lan không chị? Đúng rồi đó, nhà cô Lan á, mấy anh vô đi.
Xin chào. Là hai anh hả? Ừ. Sao có chuyện lạ vậy? Em không định giới thiệu tụi anh với nhau hả? Lan hả? Đây là anh Nam, bạn của Thư và Huệ. Còn đây là... Anh là Dũng. Anh Dũng là đồng nghiệp của anh Nam. Còn đây là Lan. Dạ, em chào hai anh. Anh cũng nghe kể về Lan nhiều rồi. Chắc Huệ tài nói xấu em thôi đúng không? Không có vậy đâu Lan. Huệ ca ngợi Lan quá trời luôn á. Ủa, Linh Huệ đâu em? Dạ Huệ thăm mấy người gần đây rồi. Về liền đó anh. Hành vô nhà chơi để em lấy trà mời. Chết cha, ấm trà của em nhỏ ăn sớm nó mượn rồi. Để em đi lấy nha, hai đi là chơi đi. Năm phút tự do, muốn làm gì thì làm. Tôi đi trước đây. Dễ ghét, ở ngay đây mà cứ úp úp mở mở hoài. Phải gây kịch tính phút chót thì nó mới hấp dẫn chứ. Xin ông, kịch tính kiểu này dễ đau tim lắm. À, khi nào thì các anh được về thành phố? Bí mật nghe. Chắc là phải tới khi tụi anh tóm được thằng Long. Nó đang lẩn trốn quanh đây. Thiệt hả anh? Liệu hắn có bám theo Linh Huệ nữa không? Anh cũng chưa rõ nữa. Nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nghe nè Thư, em chưa được cho Huệ biết về chuyện này nghe chưa? Em hiểu mà. Dạ chào bác. Con mời bác. Cảm ơn mời con. Mẹ. Dạ con xin phép bác cho con lên trển con học bài. Dạ. Mời chị dùng nước. Dạ. Cháu Khoa có bộ đảm đang dữ chị ha. Chị thấy vậy chứ phải vậy đâu. Cháu có lớn á, nhưng mà chưa có khôn đâu chị. Trời ơi, sao chị cứ chê hai cháu nó hoài. Chứ tôi mà có con á, tôi cũng mong nó giống như hai đứa nhà chị vậy đó. Chị nói vậy chị phải giữ lời đó nha. Mai mốt á, tôi giao cháu Thư cho chị quản lý. Nếu cháu có làm gì khẩu đậu á, thì chị phải giữ luôn, đừng có đem này trả cho tôi nha. Thư không có gì đâu chị ơi. Xin được cháu về làm dâu nhà tôi á, thì có là phước lớn đó chị. Chị nói vậy á, làm tôi thấy ngại ghê. Tôi nói thiệt tình mà. Ở nhà nói với thằng Nam hoài à. Con á, mà tính chuyện ăn hiếp Kim Thư á, là ba má từ liền đó. Cháu Nam hiền lành đứng đắn, không bao giờ nó làm như vậy đâu. Chị yên tâm đi. Dạ. Cháu á, nó được chị quý mến như vậy á, thì tụi tôi mừng lắm á. Dạ. Bữa nay á, sang thăm chị, cũng muốn xin phép chị để bàn chuyện vui của hai đứa. Đáng lý ông xã tôi cũng đi nữa đó chứ. Nhưng mà tới giờ cuối tự nhiên họp khu phố gì nữa đó chị. Anh chị câu nệ quá. Thì chuyện của tụi nó mình đã bàn với nhau lâu rồi. Anh chị cứ thấy tiện lúc nào á thì mình đám hỏi lúc đó. Cứ như vậy tiến hành đi, không có sao đâu. Tôi đâu có dám tự ý như vậy được chị. Cái gì cũng phải có sự cho phép của chị chứ. Dạ, tôi có ghi rõ ràng trong đây ngày sinh tháng đẻ của thằng Nam. Tôi gửi chị xem ngày nào họp của Kim Thư đó, rồi chị cho tụi nó làm đám hỏi đám cưới luôn nha chị. Anh chị bên đó coi cũng được mà. Dạ, bên tôi coi, rồi bên chị cũng coi. Hai bên nó họp nhau thì nó cũng tốt hơn chị. Vậy cũng được. Chị để đó, để tôi coi. Mời chị uống nước nha. Dạ, dạ. Mời chị. Việc này hệ trọng cả đời, mình cẩn thận vẫn hơn hả chị? Nếu vậy tôi sẽ đưa ngày sinh tháng đẻ của cháu Thư cho anh chị bên đó coi ngày luôn. Dạ, vậy thì còn gì bằng nữa hả chị? Dạ. Nhưng ý của hai đứa nó mới là quan trọng. Mình nên đợi tụi nó về rồi nói chuyện với hai đứa nó. Chị nghĩ sao? Dạ. Con Thư nó mới điện thoại cho tôi. Nó nói là nó ở trên đó chơi thêm một bữa nay nữa. Ngày mai nó về tới. À, nghe nói cháu Nam có ở trên đó thêm vài bữa nữa phải không chị? Dạ, đúng vậy đó. Nhưng mà có cháu Thư rồi, Thư nó cứ thuận theo ý chị là được. Không cần đợi thằng Nam nhà mình đâu. Dạ. Chịu nước đi.
Em lạnh không? Không lạnh, nhưng em thích tựa vào vai anh. Vậy không được sao? Như vậy đã được chưa? Gì vậy? Bữa trước đưa Huệ lên đây nộp đơn tố cáo. Em với Huệ ở trong nhà nghỉ kia kìa. Ủa? Hay là đúng vào cái lúc anh với thằng Dũng cũng lang thang qua đây, gặp một vụ đánh ghen rất là ngộ. Tiếc quá, vậy mà không gặp được em. Nhưng bữa đó đang làm nhiệm vụ, liệu có dám lộ diện gặp mặt em không? Ừ ha. Có khi nhìn thấy em đó mà vẫn phải lánh đi. Nghề nghiệp mà. Em có phiền anh không? Em thương anh. Anh cũng vậy. Anh có muốn mình vô nhà nghỉ thuê phòng ở với nhau đêm nay không? Em giỡn với anh thôi. Chứ em biết anh thọ đế lắm mà. Anh cũng biết là em thử anh rồi. Anh mà hớn hở gật đầu, có khi em cho anh ăn cái tát rồi đó. Không dám đâu. À anh nè, còn chuyện này nữa, em muốn bàn với anh. Liệu mình có nên giấu Huệ cái tin là Long đang ở quanh đây không? Thật ra chuyện đó là do bọn anh phán đoán dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp mà thôi, chứ cũng chưa có một bằng chứng xác thực nào cả. Em nghĩ là nên cho Huệ biết hả? Em nghĩ vậy. Huệ bây giờ khác trước nhiều rồi, vững vàng hơn. Cứ cho cô ấy biết tất cả những gì liên quan đến cô ấy, để cô ấy chuẩn bị tâm lý xử trí. Không chỉ chuyện Long đâu, mà cả chuyện tụi mình sắp làm đám cưới nữa. Chuyện tụi mình thì anh nhất trí. Anh tin là Huệ sẽ rất vui khi nghe mình nói. Còn chuyện của Long thì em cho anh nghĩ thêm, coi thử có vi phạm nguyên tắc không đã. Lúc nào cũng nguyên tắc, nguyên tắc. Vậy sao anh nói với em chi vậy? Vì em là trường hợp đặc biệt chứ sao. Giấu ai chứ giấu vợ thì khó lắm. Chẳng biết có ai làm được việc đó không, chứ anh thì anh thua là cái chắc. Đừng có xạo nghe. Đợt vừa rồi anh chẳng giấu kín như bưng đó sao? Chà, hạt sen nói xong rồi nè, sao Thư chưa về nữa? Hay là Huệ ăn trước đi? Thôi, chờ Thư về rồi ăn chung cho vui Lan à. Hai người đó chắc lâu mới gặp nhau, nên nhiều chuyện. Chắc gì đêm mai Thư đã về. Cả hai không phải là những người có thể làm như vậy. Sao Huệ biết? Huệ sao vậy? Cứ thấy ngứa ngứa trong cổ họng á, muốn hò mà không hiểu tại sao nữa. Chắc mai mốt Huệ phải đi khám coi mình bị gì Lan à. Phải đó. So với đợt trước ở trên này, lần này Lan thấy Huệ không khỏe bằng đâu. Chắc đợt rồi Huệ cũng ít ngủ, ăn uống thì thất thường Lan à. Từ giờ trở đi không phải nghi ngờ gì nữa thì sẽ khỏe lại thôi Lan à. Vậy thì tốt quá. À, cuối tuần này Lan đưa Huệ về quê Lan nha. Thăm vườn của anh hai Lan, đổi không khí, về đó thoáng mát dễ chịu. Sức khỏe của Huệ sẽ có lợi lắm. Nhất trí. Huệ cũng thích miền quê dữ lắm. Huệ có sao không? Sao mấy nghe giọng con khác vậy? Bệnh hả con? Sao con ho dữ vậy? Ở trên đó lạnh lắm, con nhớ mặc đồ ấm vô nha. Dạo này mẹ thấy con ốm, lại xanh nữa. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Ừ, được rồi.
Bà xem coi có thuốc men gì đó để bồi dưỡng cho nó, chứ gần đây nó xanh xao quá bà. Ừ, để em tính cho. Ai mua cốc làm chào bao mông? Ai cốc vàng làm chào bao mông? Cốc vàng làm chào bao mông đây. Sao mình không thử mua cốc ta? Bà nói gì? Ai mua cốc làm chào bao mông? Định mua trái cốc bồi dưỡng cho con Huệ à? Là tôi nói cái món kia kìa. Tôi hiểu rồi. Bà định mua cốc làm trà bông để bồi dưỡng cho con Huệ à? Cái món đó có khi hay đó. Ừ, thịt cốc có nhiều đạm, nhiều canxi. Những người bị suy nhược mệt mỏi á, ăn thịt cốc rất tốt. Để em lo cái chuyện này cho. Ừ, bà vô làm đi. Đây là cái bích nè. Thấy nhiều trái không? Chưa có chín đâu. Ở đó cây bếch nữa phải không? Ừ, đúng rồi. Rạng ơi, vô rửa tay rồi ăn cơm nha. Dạ, em biết rồi. Chú cứ nằm yên đó. Thằng Lê đi hốt thuốc bắc cho chú chưa về sao? Dạ chưa, nó mới đi mà. Ừ. Nhà mình hôm nay có khách hả? Hôm nay em gái của tôi dẫn bạn của nó về chơi. Mà chút nữa chú thấy khỏe thì ra ăn cơm chung cho vui ha. Dạ thôi, cảm ơn anh. Em mà ngồi dậy chừng 5 phút là muốn té xỉu rồi. Anh cho em nằm đây đi. Ừ, thì tùy chú. Anh sẽ để phần cho hai chú. Chút nữa hai chú ăn với nhau cho vui cũng được. Vậy ha, anh đi ra đằng sau chuẩn bị đồ ăn. Dạ. Anh hai, cho tụi em ăn cái gì vậy? Hôm nay anh sẽ đãi tụi em chuyên đề về gà luôn. Dạ, cảm ơn anh. Mà là gà nhà nuôi nha, chứ không phải là những thứ gà công nghiệp đâu à. Nè, gỏi gà nè, thơm xào lòng gà nè, miếng gà nè. Dạ, cái này là cái gì đây ta? Cái này là canh chân gà đó. Nghe anh hai nói thôi mà em muốn chảy nước miếng luôn vậy đó. Còn em có thích mấy món này không? Dạ, bạn tên là Linh Huệ. Dạ, em chào anh. Cảm ơn anh hai. Em ăn đi. Mà gia đình em ở đâu? Dạ, ba má với anh chị của em đang ở Sài Gòn. Gốc gác gia đình em ở ngoài quê, vô Sài Gòn sinh sống. Là Huệ. Huệ. Sao? Hai cô có cô nào muốn nhâm nhi với anh một ly không? Dạ thôi, anh hai uống ít thôi nha. Uống mấy cái thứ này độc hại chứ không có lợi đâu. Không dám đâu. Rượu xịn của anh đó. Ngâm đàng hoàng chứ có ngâm bậy bạ đâu à. Em ăn gì chứ em? Dạ, em mời anh. Tự nhiên như là người gia đình nha. Dạ, ăn đi Lan. Miễn lễ, ăn đi, ăn đi. Ăn miếng này nè, ngon lắm. Em ăn đi. Dạ em cảm ơn anh. Chắc nhà em cũng có giường ha. Dạ, trước đây cũng có thời gian em được sống trong một căn biệt thự rất lớn, cũng có giường, nhưng mà chỉ là giường bông thôi, chứ không được giường cây như giường nhà anh. Ở dưới quê mà đã có giường cây á phải rộng rãi. Thôi ăn đi mấy đứa.
Thì ra em vẫn còn nhớ đến những điều đó sao? Hả Quyền? Chú thử điện thoại cho anh Lê, con nó về tới đâu rồi? Anh vẫn phải gặp em Huệ à? Dù có chết anh cũng phải gặp em rồi mới chết. Làm được ký cốc được có nhiều đó đó, ê ẩm cả người luôn á. Thì một yến mới được một ký thuốc chứ, chẳng lẽ ông làm cho con có mấy lạng thôi sao? Thôi ông để đó cho tôi, ông lên ông uống trà đi, để dưới này á tôi nấu cho. À ông, ông có chắc chắn là không có dính một chút lục phủ ngũ tạng nào á trong cái tô thịt chuẩn bị làm ruốc này đúng không? Bà yên tâm, dính là dính sao? Ai không biết nó dính là độc hại. Trời ơi, tôi làm phải thật kỹ lưỡng chứ. Cũng không còn một chút xương nào nữa phải không ông? Tôi cứ như vậy là đem giả phải không? Tôi đảm bảo mà, bà cứ làm đi. Giả thật nhỏ ra, rang lửa nhỏ đừng để cháy, mắm muối rồi nêm cũng vừa phải thôi. Con Huệ nó ăn lạc lắm đó. Chuyện đó là phần của tôi, ông có giỏi hơn tôi không mà dành. Thì cá chuối đắm đuối gì con mà bà. Thôi tôi lên nhà trước nha. À nếu mà ông thấy hết nước sôi trong trà rồi đó, nhớ kêu tôi một tiếng tôi nấu cho một ấm nghe. Ừ. Dạ con chào ba. À, con. Má đâu rồi ba? Má còn dưới bếp á. Ồ mà con xách thuốc gì dữ vậy? À con xách ít thang thuốc bắc, tính đem lên cho Linh Huệ uống, bổ hàng ngày đó ba. À. Ba má thì lo làm ruốc thịt cóc, còn các con thì lo hút thuốc bắc cho em. Con Huệ nó mới gọi điện về, nó nói là nó cũng đang uống thuốc bổ tân dược. Vậy là đông tây y nam bắc kết hợp, tốt, không sao hết. Miễn là người ta vui qua hết bệnh tật, không sao hết bà. Chắc chắn đó là Linh Huệ ha anh. Mày nghĩ anh có thể lầm được hay sao? À anh à, anh nhìn thấy chị ấy lúc này như thế nào? Ốm đi nhiều, lại còn xanh nữa. Vừa nhìn thấy Huệ, anh thấy mình như nghẹt thở. Anh đã định xong ra gặp Huệ, mặc cho mọi sự ra sao thì ra. Nhưng rồi anh đành phải kìm lại. Anh kìm nén như vậy là quá hay đó anh. Bây giờ anh tính sao? Hay là anh em mình đi liền nha anh? Có lẽ phải vậy thôi. Thân phận cái thằng tội phạm đang bị truy nã, làm liên lụy cho bất cứ ai, anh cũng đã không an tâm. Huống hồ chi là Huệ. Lê à. Dạ. Em tính mình có thể đi đâu được? Em tính lại rồi anh à. Anh em mình đi chưa được đâu. Anh thì vẫn chưa lành bệnh, em chưa tìm được chỗ ẩn náu mới. Tiền bạc anh em mình sắp cạn hết rồi. Từ bữa ông chú tao bị hạ tới bây giờ là bao nhiêu ngày rồi? Sao tự nhiên anh lại hỏi lại chuyện đó?
hỏi vậy thôi, có gì đâu. Anh à, anh có muốn gặp lại Linh Huệ không? Em nghĩ là Linh Huệ còn muốn gặp lại anh sao? Nếu mà Linh Huệ giống như anh đã nói với tụi em bao lâu nay, em tin cô ấy sẽ không bỏ bất kỳ ai trong cơn hoạn nạn, dù cho người đó có thế nào đi chăng nữa. Mày nói cứ như triết gia vậy Lê. Để mình tận mắt coi quyết định đã. Điều 1, chuyển chị Lê Thị Linh Huệ đang công tác tại phòng tài vụ sang công tác phòng giáo dục đào tạo. Vậy là Huệ sắp trở thành cô giáo rồi đó. Chưa đâu. Bên dưới á còn nói rõ nè, là phải đi học này nọ nữa mới được. Đó là vấn đề thời gian thôi, chứ chắc chắn Huệ đạt được ước mơ rồi. Lan nè, từ khi được giám đốc ưu ái như vậy, Huệ cứ nghĩ Huệ mừng một, thì ở đâu đó anh Tiên mừng gấp 5, gấp 10 lần. Lan có nghĩ như vậy không? Có. Đúng như vậy mà Huệ. À mà Huệ nè, sao Huệ không lập cho ảnh cái bàn thờ ở đây để mỗi ngày thắp hương cho ảnh? Lan nghĩ Huệ có thể làm như vậy hả? Sao lại không? Đây cũng là nhà của Huệ mà. Với lại dù có không phải vậy thì nghĩ tử là nghĩ tận, có sao đâu mà Huệ phải ngại chứ. Lan à, sao Lan tốt quá vậy? Nhưng mà tốt vừa thôi, người tốt á thì hay bị thiệt thòi lắm đó nha. Biết vậy đó, nhưng sống không khác được. Thôi thì ai xấu với mình kệ họ, còn mình tốt tới đâu hay tới đó. Sống vậy khỏe người, phải không cô nàng? Trời ơi, ho vậy xé phổi chứ còn gì. Mà sao kỳ vậy ta, chụp phổi thấy có bị gì đâu. Nhà Huệ cũng mới gửi thuốc lên, để dùng thử coi sao. Nhiều khi uống tân dược á không có hợp Lan à. Ừ. Mà Lan với anh Thanh về quê có bà Lan ở dưới quê hay lắm, để qua hỏi bà coi sao. Mấy cái bài thuốc của bà Lan ở dưới quê mình có tác dụng lắm á nghe. Bà Lan ở dưới quê hả? Ừ. Nhưng mà mai Lan về quê hả? Có chuyện gì vậy? Dỗ cả nhà Lan Huệ à? Dỗ cả nhà Lan? Là sao? Ba má và hai đứa em của Lan cùng mất một ngày khi đi theo tàu ra biển gặp bão. Vậy mà mình không hề biết gì hết. Mình tệ quá à. Lỗi cho Huệ nha Lan. Chuyện lâu rồi, mình cũng không muốn nhắc tới nữa. Bởi vậy Huệ đâu có lỗi gì đâu. Đó, Lan thấy người đời nói đúng chưa? Người tốt luôn luôn gặp thiệt thòi, phải không Lan? À Lê, bạn của chú vẫn còn sốt. Tôi nhìn thấy gay đó, chắc phải đưa bệnh viện thôi Lê. Dạ, sắp tới anh về quê mấy bữa vậy? Anh đi chắc già ba bữa gì đó. Một năm về có một hai lần, đi ngay sau được. À mà hai đứa yên tâm ở lại đây, gạo nước, dầu đèn, không thiếu thứ gì hết. Mà thôi, tiện thể coi nhà cho anh luôn. Dạ. Có gì gọi điện cho anh là được. Em không ngờ tụi em làm phiền anh quá. Anh giúp chú thì mai mốt có người khác giúp lại anh.
làm người tử tế thì phải sống cho nó đủ đầy một chút, khỏi lo nha mày. Dạ. À, anh còn gì căn dặn? Anh biết hai chú cạn tiền rồi, cầm lấy, khi nào có trả lại anh cũng được. Dạ. Đi ha. Anh à, anh đợi chút nào chưa? Cho anh ly nước. Dạ. Anh nằm nghỉ, một lát nữa em kêu bác sĩ tới chích cho anh. Nếu một hai bữa nữa mà anh cứ như vậy hoài, chắc em phải đưa anh vô bệnh viện thôi anh à. Mình vô bệnh viện tư, họ cũng không khắt khe về giấy tờ lắm đâu anh. Tiền đâu mà vô bệnh viện tư? Anh yên tâm đi, anh Thành đã cho anh em mình mượn tiền rồi. Những người xung quanh mình ai cũng tốt với mình mà. Dạ. Anh muốn nói với em điều này, chắc anh sẽ ra đầu thú. Anh đã quyết chưa? Chưa. Nhưng anh biết không thể kéo dài cảnh này. Anh để ý, khi nghe anh nói chuyện đầu thú, vậy mà mày không ngạc nhiên. Dạ, anh thấy đúng. Em cũng nghĩ mình chẳng còn con đường nào khác nữa đâu anh. Anh sao thì em không dám nói, chứ em thực sự cũng căng thẳng quá rồi. Thôi thì ra đầu thú, ngồi tù ít lâu. May ra anh em mình còn con đường sống, để còn gặp lại ba mẹ và anh em nữa. Vậy sao mày không bỏ mặc anh? Mày cứ làm theo ý của mày đi. Anh sao vậy? Em không khốn nạn như vậy đâu. Mày có thể giúp anh một chuyện cuối được không? Anh muốn em tìm gặp Linh Huệ phải không? Nhất định anh phải gặp được cô ấy, dù chỉ một lần. Sau đó anh sẽ quyết định hoặc ra đầu thú, hoặc anh sẽ tự xử. Thôi được rồi, em sẽ đi kiếm Huệ. Nhưng mà em khuyên anh không được nghĩ đến chuyện tự tử. Anh nằm nghỉ nha, em đi.